Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp mặc áo đôi đi khách sạn với Phùng Thiệu Phong. Trên mạng xã hội Weibo sáng hôm nay, nhiều blogger đình đám của các trang giải trí lớn như Sina, Sohu đều đồng loạt đăng hình ảnh và clip Triệu Lệ Dĩnh mặc áo đôi cùng một nam thần bí mật. Cả hai cùng xuất hiện trên một con phố ở Thượng Hải và rồi tiếp tục bị bắt gặp tại một khách sạn. Theo nguồn tin, Triệu Lệ Dĩnh ngày hôm đó có mặt tại thành phố Thượng Hải để quay quảng cáo. Trang Sohu cho biết thêm, sau khi hoàn thành công việc, có một người đàn ông đeo khẩu trang kín mít lái một chiếc Lamborghini tới đón cô. Theo điều tra, chiếc xe thể thao cả hai người cùng đi lên chính là của Phùng Thiệu Phong. Cả hai đã đến một nhà hàng ở Thượng Hải để ăn tối và rồi sau đó cùng trở về một khách sạn. Trước khi xuống xe, cả hai đều cẩn trọng chú ý không có ai xuất hiện thì mới dám bước xuống. Nhiều fan tỏ ra vô cùng bất ngờ với động thái này của hai người. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong mới đây cùng nhau tham gia dự án Nữ Nhi Quốc và phải chăng đường tăng họ Phùng và sở kiều họ Triệu đã phải lầm nhau. Phùng Thiệu Phong từng có rất nhiều mối tình, từ người đẹp Nghê Ni đến mỹ nhân Ngư Lâm Duẫn, thậm chí có tin đồn tình cảm với Victoria XX. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng không kém cạnh nhiều tin đồn cho hay cô từng qua lại với Trần Hiểu, Hoắc Thiến Hoa, thậm chí với một thiếu gia từng có một đời vợ. Và mới đây nhất, cô bị đồn hẹn hò với chính quản lý của mình. We'll be right back.